Hi, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay sẽ là chuyên mục Ơn Trời Pharaoh trả lời. Đây là phần đầu tiên của chương đầu tiên được mang tên là Tôi là kiểu người như thế nào. Và mình mong rằng đây là một quyển sách khá là hay và sẽ giúp ích được cho các bạn một phần nào đó giải đáp những vấn đề tâm lý trong cuộc sống. Mình bắt đầu với sách luôn nha. Tôi biết là không phải phép, nhưng bạn có thể chuyển cho tôi miếng bánh cuối cùng không? Tình huống kiểu này cho thấy chút cảm giác tội lỗi được Pharaoh mô tả là trọng tâm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những ham muốn cứ bị nảy sinh, bị đánh giá. Ta có một chút giằng xé nội tâm, rồi sau đó ta đưa ra quyết định. Hết lần này tới lần khác. Theo Pharaoh, nguyên do là trong tâm trí ta có ba quá trình xung đột lẫn nhau. Cái nó, cái tôi và cái siêu tôi, khiến ta không thể trốn tránh những ảnh hưởng của chúng. Nhiều khi ta thậm chí không ý thức được ảnh hưởng của chúng, ngay cả khi chúng dẫn dắt mọi điều chúng ta nói và làm. Lý thuyết phân tâm học của Pharaoh là một lý thuyết lớn lao. Nó không chỉ giải thích một chuyện đơn lẻ, chẳng hạn như tại sao chúng ta sợ nhện, phải làm ai đó, không muốn sống bất tử hoặc thích bánh burger, mà nó lý giải tất cả mọi thứ. Ông quyết tâm mô tả chính xác cấu trúc và cách hoạt động của tâm trí, mặc dù hoàn toàn thiếu các công cụ khoa học để đạt được mục đích này. Điều này thú vị ở chỗ, nhiều nhà thần kinh học ngày nay đã quay về nghiên cứu Pharaoh để biết thêm về kết quả của công nghệ quét não, một thứ mà ông sẽ rất thích mày mò vì bản thân ông là một nhà sinh học thần kinh. Tuy nhiên, hồi những năm 1890, công cụ hữu ích duy nhất mà Pharaoh sử dụng để đi sâu vào tâm trí là thuật thôi miên. Pharaoh làm việc với một bác sĩ tên là Brewer, người đã phát hiện ra các triệu chứng của phụ nữ bị chứng cuồng loạn, chẳng hạn như ho, nghẹt thở và liệt tứ chi, đều phụ thuộc vào những tình huống ấn tượng nhưng bị lãng quên trong cuộc sống. Bác sĩ đã giúp nhiều phụ nữ nhớ lại các sự kiện đã bị quên lãng từ lâu, từ đó đã giúp chữa khỏi các triệu chứng cuồng loạn của họ. Pharaoh rất ngạc nhiên khi thấy nhiều dấu hiệu của bệnh đã hoàn toàn biến mất. Phân tâm học ra đời, Pharaoh tiếp nhận ý tưởng này và phát triển nó, phát minh ra thứ được gọi là phương pháp chữa trị qua trò chuyện, cũng chính là phân tâm học. Ngành này bắt đầu từ quan điểm cho rằng chúng ta không biết được phần lớn những điều diễn ra trong tâm trí mình. Chúng ta thường xuyên không biết điều mình đang nghĩ, huống hồ nguyên do tại sao mình lại làm những việc đang làm. Theo Pharaoh, ngay cả khi chúng ta có thể nghĩ ra những lý do chính đáng cho việc chọn bạn đời, chọn công việc hay mua nhà ở, chúng ta vẫn không chạm được đến mấu chốt của vấn đề. Những lý do hợp lý thì đều rất ổn, nhưng chúng đơn thuần chỉ là câu chuyện mà cái tôi phải ngã theo. Nghĩa là chúng ta chỉ biết được phần kết luận của quá trình tâm lý ấy thôi. Cái nó, cái tôi và cái siêu tôi có đối thoại liên miên trong tâm trí không ngừng. Chúng xuất hiện từ khi ta còn nhỏ, lần lượt từng cái một. Theo Pharaoh, cái nó là phần tâm trí mà chúng ta sinh ra đã có. Đó là phần hừng hực ham muốn, nó muốn ăn uống, tiểu tiện, đại tiện, được giữ ấm. Tóm lại, nó chỉ ham muốn và mục tiêu duy nhất của nó là sự thỏa mãn. Nếu không được thỏa mãn, nó sẽ báo cho ta biết. Ví dụ như tiếng la hét của một đứa bé đang khóc. Pharaoh nói rằng cái nó được vận hành bởi nguyên tắc khoái lạc. Cái nó muốn lạc thú và thỏa mãn, và nó muốn được thỏa mãn ngay lập tức. Nhiều nhà tâm lý học và triết gia cho rằng giai đoạn ham muốn vô minh chưa được chế ngự ở trẻ nhỏ để biến mất, nhưng Pharaoh nói rằng nó vẫn luôn ở trong chúng ta. Tuy nhiên khi đứa bé lớn lên, nó bắt đầu nhận ra tất cả các ham muốn của mình không phải luôn được đáp ứng, bởi luôn có hiện thực cản trở. Điều này dẫn đến sự phát triển của cái tôi, hoạt động theo nguyên tắc thực tế. Nó hiểu được thực tế của thế giới bên ngoài. Nó xác định thời điểm và phương thức mà những nhu cầu của cái nó có thể được thỏa mãn, hoặc liệu có cần phớt lờ chúng hay không. Ngoài việc tiếp nhận những ảnh hưởng của thực tế, cái tôi cũng phải chú ý đến phần thứ ba trong tâm trí của đứa trẻ, cái siêu tôi, cũng là phần phát triển sau cùng. Phần tâm trí này thu nạp các quy tắc của thế giới theo lời dạy dành cho đứa trẻ, trước tiên bởi cha mẹ và sau này là bởi vì những vị trí khác trong xã hội như giáo viên và các nhà lập pháp. Cái nó muốn được cho ăn một món đồ ngon miệng. Giả sử nó muốn ăn sô-cô-la, vì thế bạn nghĩ rằng mình muốn có một thanh sô-cô-la. Mi đi nhà, cái siêu tôi của bạn lên tiếng. Mi đang thừa cân, không mặc vừa cái quần jean nào cả, không ai bé tới mức này ấy. Mi nên biết xấu hổ đi. Cái tôi điềm đạm ở giữa hai kẻ cùng loạn này, một bên cứ khăng khăng đòi thứ nó muốn, thứ bạn muốn, còn bên kia thì chỉ trách dữ dội vì bạn dám đòi hỏi nó. Cái siêu tôi hành xử giống như lương tri của bạn, nhưng nó không hề thông thái chút nào.
Trên thực tế, nó chấp nhận mù quáng theo cách riêng, giống như cái cách cá nó hay muốn bừa bãi thì cá siêu tô cũng thu nạp những quy tắc từ thế giới bên ngoài mà không chịu nghiệm lại. Cả ba hoạt động như một kiểu chương trình chạy nền trong suốt đời người để cho bạn biết nên hay không nên làm gì. Cá siêu tô ép chúng ta tuân lệnh nó thông qua sự chỉ trích cay nghiệt. Cá tôi vừa tránh né sự công kích ấy, vừa nhìn ra thế giới bên ngoài để xem xét tình huống thực tế và cách xoa dịu cái nó, hoặc khiến cái nó chịu thua, hoặc chiều lòng cái nó. Vì vậy, bạn có thể ăn sô-cô-la và cảm thấy tội lỗi vì cái siêu tôi không vừa ý và có thể tiếp tục chỉ trích gay gắt, hoặc bạn có thể kháng cự lại ham muốn cái tôi về phe với cái siêu tôi và trải nghiệm cảm giác vượt trội hơn người làm theo ý của cái siêu tôi, cùng với một chút thất vọng đến từ cái nó sau khi bị từ chối. Thỉnh thoảng chúng ta ý thức được những xung đột nội tâm này, nhưng chủ yếu là không nhận ra. Đây là quá trình vô thức. Peru cho rằng một số mong muốn của cái nó là không thể chấp nhận được. Chúng ta muốn trốn bỏ chúng ngay lập tức, vờ rằng ta chưa từng có những suy nghĩ như vậy. Đây là lúc chúng ta tạo ra một loạt cơ chế phòng vệ tài tình nhằm xua đuổi những suy nghĩ nó khỏi đầu và không để người khác biết. Những cơ chế này xảy ra trong vô thức để bảo vệ chúng ta khỏi sự lo lắng quá mức về những ý nghĩ và thối thúc của mình. Chúng xảy ra nhanh đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận thức được điều gì đã xảy ra. Xung đột bên trong và bên ngoài. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng sếp của bạn đã làm điều gì đó vô cùng khó chịu khiến bạn chợt cảm thấy muốn đánh ông ta. Điều này đối với bạn và những người khác là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, bạn cần trừ khử thôi thúc này bằng cách nào đó. Có nhiều cơ chế phòng vệ khác nhau cho việc này. Bạn có thể vờ rằng chưa có chuyện gì xảy ra, sự chối bỏ, hoặc rằng có một đồng nghiệp thực sự muốn đánh sếp, phép xạ ảnh, hoặc bạn có thể chuyển mong muốn hành động xa khỏi đối tượng ban đầu và hướng tới một đối tượng dễ chấp nhận hơn như cái chân ghế, sự thay thế. Hoặc bạn có thể bộc lộ những cảm xúc hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thật và tỏ vẻ thân thiện đối với sếp hơn bình thường, phản ứng ngược. Nhiều cơ chế phòng vệ của chúng ta được định nghĩa bởi con gái của Sigmund Freud, bà Anna Freud, và lưu ý rằng cho dù đó là sợ thế giới bên ngoài hay sợ cái siêu tôi, nỗi lo âu là nguồn căn của quá trình phòng vệ. Chỉ nhớ của tôi nói rằng tôi đã làm việc đó. Lòng tự tôn của tôi thì bảo tôi không thể nào lại làm điều đó. Cuối cùng, trí nhớ của tôi là nhượng bộ. Cái tôi không làm chủ được ngôi nhà của chính nó, nhưng đành tạm chấp nhận với chút thông tin ít đỏ về điều đang xảy ra vô thức trong tâm trí. Peru cho rằng chúng ta thường xuyên kiểm soát ổn thỏa cuộc xung đột bên trong bên ngoài này, nhưng thỉnh thoảng nó làm quá tải những nỗ lực để kiểm soát sự bốc đồng có hại và chống lại những lời nói chỉ trích của cái siêu tôi trở nên quá sức, dẫn đến lo lắng, trầm cảm và vô số vấn đề tâm lý, còn gọi là các chứng loạn thần. Ông cho rằng bài thuốc duy nhất là tìm cách vượt qua những cơ chế phòng vệ và quay trở lại với những ham muốn ban đầu, để hiểu được xung đột lâu năm về những phần khác nhau của bản thân, với lòng can đảm và sự sẵn sàng chấp nhận những điều khó có thể chấp nhận. Đây là điều không hề dễ dàng. Vậy tại sao phương tâm học là lựa chọn đúng đắn? Phương tâm học đi tìm sự thật còn lẫn khuất, nằm ngoài tầm với ý của ý thức và lý trí. Những liệu pháp sau này, chẳng hạn như trị liệu nhận thức và trị liệu hành vi, khẳng định rằng các vấn đề tâm lý có thể được xử lý nếu ta giải quyết những triệu chứng ý thức. Nhưng Peru lại cho rằng người đi đường có thể huýt sáo trong đêm tối để giả vờ rằng mình không sợ, nhưng làm vậy cũng chẳng giúp anh ta nhìn rõ đường hơn. Những ý kiến này của ông không dựa trên khoa học, cũng không dành cho người yếu tim. Nhìn chung, tâm lý học vẫn quả quyết muốn tìm ra những giải thích khác nhau cho hành động của con người. Tất nhiên, Peru hẳn sẽ rất ấn thú với những nỗ lực lớn lao đó. Lý thuyết chính, mô hình cấu trúc phân tâm học của tâm lý và các cơ chế phòng vệ của nó. Mình biết là phần đầu tiên nghe nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà mình cam kết với mọi người là những phần sau nó sẽ hay hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều, với những câu hỏi như tại sao tôi giảm cân hoài mà không thành công, hoặc là tại sao tôi cứ để điện thoại. Và các bạn nếu đón chờ phần tiếp theo thì hãy like và comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.